Hello, em đi cho mấy bạn coi cái nét chơi thần câu của con trai tôi nè. Lạ lắm, bà thấy không? À đây, đây coi. Đây. Nó thà đi. Nó dắt tôi đi lại cái chỗ này chơi nó mới chịu. Nè, lần thứ hai nè. Thích chơi cần câu lắm mới vào. Sao mà nó cắn cái nó dẫn tôi đi lại đằng kia nữa. Thấy không? Mà ở đây nó pha cần câu là đây, xong mà nó nhả ra chứ nó không có, nó nhả ra thấy không? Xong nó không có cắn, xong nó dẫn đi chỗ khác. Nó chỉ thích chơi ở chỗ đó thôi. Nữa nè. Bây giờ đi một chục lần luôn, nó dẫn lại ngay chỗ đó nó chơi thôi à. Coi này nha. Nó cắn nữa rồi. Tôi không có kêu, không có gì hết. Nó tự dắt đi vậy đó. Đó. À, thả xuống mà bị mắc vô cái răng đi. Nhưng bà coi cái có một cái khúc nó chụp lại. Nó chụp lại nó cắn được nhưng mà nó nhả ra chứ nó không có đi nữa. Nó nhả ra nè. Đó.